Và trong clip buổi chiều ngày 8 tháng 9, Việt Vinh giới thiệu tiếp đến anh em một chiếc lọc xì Equalizer của Hàn Quốc rất là đẹp. Và chiếc lọc xì Equalizer RS này thì nó có model là 1100Q. Đấy, 1100Q. Về hình thức của chiếc lọc xì này đã qua sử dụng cho nên là nó không tránh khỏi một vài vết xước. Nó có một vết xước ở đây anh em nhé. Vết xước ở đây là do vận chuyển. Còn ở phía trước mặt, ở dưới cái hai cái đèn nháy hai bên này là một cái bảng điều khiển. Và trên bảng điều khiển thì họ đề model RS 1100Q. Thì cái bảng điều khiển này chúng ta có thể mở ra và chúng ta có thể can thiệp vào các giải tần số của chiếc lọc xì Equalizer này. Và bây giờ Việt Vinh sẽ giới thiệu sơ qua một chút về chiếc lọc xì Equalizer này. Bây giờ Việt Vinh sẽ bật về chế độ flat, tức là chế độ bằng phẳng anh em nhé. Đây là chế độ flat này. Anh em nhìn kỹ Việt Vinh sử dụng nhé. Đây, đây là chế độ flat này. Và bây giờ Việt Vinh sẽ can thiệp vào các giải tần. Chép này. Đấy, Việt Vinh can thiệp vào các giải tần. Khi mà chúng ta chỉnh xong rồi, bass này. Chép này, giảm xuống này. Ta đang can thiệp vào các giải tần của bài hát. Khi mà chúng ta chỉnh xong rồi, chỉnh theo ý thích của chúng ta rồi, chúng ta nhớ, đây là nút nhớ anh em này, đây nút nhớ anh em nhé. Khi mà nhớ thì cái đèn này nó sẽ nháy, anh em nhìn này, đấy, đèn này nháy anh em thấy chưa? Thì khi mà cái đèn này nháy, tức là nó chờ chúng ta là muốn nhớ về 1, 2, 3, 4, 5 hay 6. Thì khi mà nó nháy nhá thì chúng ta có thể bấm một nút này để chúng ta chọn chế độ 1, 2, 3, 4, 5, 6 để nhớ. Chúng ta thích nhớ vào chế độ nào chúng ta nhớ, ví dụ chúng ta nhớ với số 3. Đấy, chúng ta giữ số 3 và chúng ta bấm lại nút nhớ. Đấy, 1 này, 2, 3 này và chúng ta bấm nút nhớ thì nó sẽ nhớ luôn số 3. Anh em nhìn thấy chưa? Khi mà nó nháy chờ thì chúng ta bấm vào đây. Anh em có thể nhìn qua, đây là các chế độ nhớ. Đấy. Khi mà nhớ này anh em này, anh em bấm nút này. Đấy, thì nó sẽ nhớ vào nhé. Còn tiếp theo đây là nút Equalizer, tức là cái nút mà bật tắt Equalizer. Khi nào mà chúng ta bật nút Equalizer này thì cái đèn Equalizer này nó sẽ sáng. Anh em nhìn nhé, Việt Vinh bật này, tắt đi này. Hiện tại là chúng ta không nghe qua Equalizer. Và bây giờ chúng ta bật Equalizer này. Đấy, cái đèn này nó sẽ sáng. Rất là dễ sử dụng thôi, không có gì cả. Đây là chọn các chế độ nghe, ví dụ như pop, rock, ra, rồi là ví dụ như thế, classic, ví dụ như vậy. Đây là các chế độ mà chúng ta chọn. Đấy, đèn ở dưới này nó sáng. Tiếp theo đây nữa. Đây là chế độ flat, tức là để chế độ bằng phẳng. Bây giờ chỉnh lên này. Chất âm của chiếc lọc xì này rất là hay đấy anh em ạ. Rồi chúng ta nhớ. Và chúng ta chuyển sang chế độ 4 giả sử như thế. Và nhớ luôn về 4. Đấy. Còn chế độ này là chế độ đèn. Đấy, anh em nhìn chế độ đèn chưa? Nhảy múa. Đấy. Còn cái nút này là chúng ta chỉnh cái đèn nó nhảy nhiều hay là nhảy mạnh nhỉ? Đấy, đây là đèn nhảy mạnh này. Đèn nhảy ít này. Như những hạt mưa đang rơi anh em thấy không? Đấy, chúng ta để như thế này là sẽ đẹp hơn. Hoặc nếu anh em thích tăng lên một chút cũng được. Nhưng mà Việt Vinh thích để như thế này. Đấy. Rồi, rất đơn giản thôi. Và cái nút này là nút cổng tap anh em nhé. Tức là nó có hai cổng vào. Anh em bấm nút tap thì nó sẽ mất tiếng. Đấy. Khi mà chúng ta bấm nút tap, tức là cổng ghi đấy anh em. Đấy, thì nó sẽ hiện ra màu đỏ này. Khi nào mà chúng ta ghi thì chúng ta bấm cái nút này, Equal ghi này anh em nhé. Đấy, nó hiện màu đỏ. Cái nút này thì ít khi sử dụng lắm, nhưng mà chúng ta cứ bật lên cho đẹp được anh em ạ. Mọi cái rất dễ sử dụng thôi. Và chiếc lọc xì Equalizer này thì tất cả mọi cái của nó còn nguyên bản anh em ạ. Nó chỉ bị xước một chút chỗ này thôi do vận chuyển anh em ạ. Đây, model của nó RF 1100. Đấy, anh em có thể can thiệp vào các giải tần ở chỗ này.
Chiếc lọc xì này nó có hai màn hình display, cho nên là anh em nhìn rất là đẹp. Và size của nó thì size tiêu chuẩn rồi, size 43, 44, size tiêu chuẩn theo chiếc âm ly. Mặt ngoài của nó thì màu ghi xám, rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em xem qua cái mặt sau của nó. Đây là những cái tem. Model RF1100Q. Và chiếc lọc xì này chính là của hãng Samsung anh em ạ, chính là của hãng Samsung làm ra anh em nhé. Đấy, họ viết tắt chữ RF, chính là của hãng Samsung. Và nguồn điện của nó là 220V, chắc chắn rồi, tại vì nó là của châu Á cho nên nguồn điện của nó là 220V và công suất của nó là 10W. Còn những cái chỗ này thì mình cũng biết là cái gì. Đấy, tất cả đều là chữ Hàn Quốc anh em nhé. Ốc nhái còn nguyên, còn chưa mở ra anh em ạ. Mọi cái chỉ có vậy thôi. Đôi ta cùng sân, đôi ta cùng trường. Đừng qua nhà em, nhìn nhìn sân nắng, nhìn nhìn mây bông. Chiều nào đuổi bướm, bướm bay vô vườn mà nước mắt rưng rưng. Trẻ con em có giống mới chưa nghe nặng sâu, chú rể ngẩn ngơ xa hái hoa cả lạc quan cười cô dâu. Mười mấy năm qua khi hoa vừa hết thì đời chẳng. Anh em vừa nghe qua Việt Vinh giới thiệu về chiếc lọc xì của hãng Samsung có model là RF1100Q. Và giá bán của chiếc lọc xì này Việt Vinh bán với giá là 2.500.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu sở hữu chiếc lọc xì của hãng Samsung thì liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ Việt Vinh thân ái xin chào tất cả anh em.